Chào tất cả anh em sưu tầm đồ quân đội Mỹ, giới thiệu với tất cả mọi người anh em 63 tỉnh thành đam mê quân đội Mỹ. Đây là chiếc áo khoác M65 với các quân đội Mỹ, hàng áo không cầu vai, sản xuất năm 1965, áo seri Medusa độ mới 99%. Anh em sưu tầm alo 0913768826, alo 0902194222. Dòng áo này là 565 mà còn độ mới còn cao là nó giá nó hiếm. Hầu hết là dòng áo xanh của quân đội Mỹ sản xuất 565 bây giờ nó không còn nữa. Đây là áo có cầu vai 567. Áo 567 nó cũng có khóa vuông như thế này. Đây, lấy cái chiếc này để giới thiệu anh em. Đây là kia cái miếng dán cổ này. Cái phần thân này nó bằng vải, đúng như vải thân áo. Còn miếng nhám này nó hoàn toàn nó khác. Nó khác so với cái hàng nhái, hàng Thái Lan. Thế và những cái đường may như này này, đó, đường may như này thì nó chặt, nó rút chỉ, nó hằn lên cái những cái nếp này rất là đẹp. Nhìn nó chơi sâu rồi nhìn thì biết. Còn cái khóa cổ này cũng vậy, có trước thì vuông như này, 567 nhá, có trước thì mang cá, do cái đời tem nhỏ và tem to đó. Đó. Còn phần phía ngoài thì bao giờ nó có một cái cúc như này, phần phía ngoài còn lại là những cúc nó bấm thôi, bấm này là cúc bấm bằng đồng. Sau khi đây là phía bên này, đây là phía trong của cúc, đây là phía ngoài của cúc, đây là phía ngoài của cúc đồng này. Em nhìn cái cúc này cũng rất là quan trọng, cái nhìn cái hàng của Thái Lan, Trung Quốc nó dài dài. Đây này là một số anh em ở trên mạng bán hàng lâu rồi cũng quảng cáo cái hàng của Thái Lan, Trung Quốc là hàng Mỹ, Mỹ đời mới, rất là nhiều người mua phải, nó không có đúng. Một là anh em mà không hiểu về áo, hai là mình cũng cứ quảng cáo là như vậy. Nhiều người mua nhầm phải cái hàng đó, nhưng nó không rẻ đâu, nó không có rẻ. Đây nó lỗ khuy, không phải là hàng đó mà người ta không nói ra thì nó không không người mua người ta không nắm rõ. Thì xưa nay thì mình vẫn cứ nói trò chuyện với khách hàng qua điện thoại, Zalo thôi, và chi tiết áo thì không có làm video nói như vậy. Lâu nay thì thấy nhiều anh em mua phải cái hàng nói là hàng của Mỹ nó không đúng, thôi thì giúp đỡ những anh em khác mua, nếu có mua thì mua đúng hàng. Và thứ hai là một phần là mình cũng để mà mình xây dựng cái thương hiệu nó cho nó chuẩn, mình bán hàng chuẩn thì mình nói người ta mới biết. Không nhiều anh em đi tìm mua lại cũng lại cứ tưởng cái hàng của mình là cái hàng không chuẩn, thì có thể là mất công của mình bán hàng không, nó làm mình không. Vậy người ta tưởng như vậy là người ta không có mua nữa thì mình mất khách. Đó, xây dựng thương hiệu thì chi tiết hơn một chút thì để mọi người người ta có niềm tin. Đó. Mua hàng là phải đúng chuẩn hàng của quân đội Mỹ, hàng nó cũng chuẩn như nhá. Có khi mất tiền mua rồi nó buồn, người bỏ tiền ra. Cái chân khóa của 567 nó có các loại như này, có loại nó bằng cái mặt của cái cổ khóa này. Đó. Chi tiết khác nữa, tiết khác thì đây để mọi người cái chân chốt này, trên này cậy không có ra nữa nhé, chốt này của dự khóa này không cậy được, hàng Thái Lan, Trung Quốc thì cậy nhẹ là ra, nó mềm lắm. Đó, áo 567 đấy. Áo mà 566 này, 65 này thì có trước có cầu vai, có trước không. Hình như trước này không có cầu vai. Có
Một trong những dòng áo mà anh em đam mê từ những thập niên 50, 60 là không còn sản xuất nữa. Rơi vào những cái chiếc nào mà nó còn mới còn đẹp thì chưa sử dụng, hạn nay là sử dụng ít nên rơi vào tình trạng hiếm. Vậy là có giá trị sưu tầm. Khi mình sưu tầm thì cái quan trọng nhất là mình mua phải hàng chuẩn của nước Mỹ. Sau đó là tìm kiếm cái series mà vừa cho người mình biết rồi đến cái tầm tiền. Mọi người anh em cứ alo. Đấy. Một trong những niềm đam mê của giới đàn ông á. Vậy thực sự anh em nào mà đam mê những dòng áo này thì phải là mình cho rằng là họ thực sự họ biết nhận biết hàng của quân đội Mỹ do nhà sản xuất đứng hàng đầu thế giới đáp ứng cho quân đội Mỹ. Có những chiếc áo khoác thời trang nó thông thường nó có đắt đến mấy thì khi mà anh em đã yêu thích cái áo lính này, M65 với cái này rồi thì cũng cũng không thích quan tâm nữa. Những chiếc áo thời trang khác nó có đắt đến mấy thì cũng không có thích nữa. Trông nó vẫn cứ không phải là khỏe mạnh. Như chẳng hạn như hàng của Ý chẳng hạn thế, người ta vẫn không thích. Nhiều anh em là bảo nhiều tiền đắt hơn nhưng mà tôi không thích, tôi thích nó phải là của Mỹ cơ, hợp Trung Quốc Hoa Kỳ mà đã là Mỹ đã là hợp Trung Quốc thì tất cả những nhà sản xuất người ta đều là những nhà sản xuất mà danh tiếng số 1 đứng hàng đầu hết, sản phẩm của họ rất là tốt và đẹp, không uổng công cho anh em đam mê. Đam mê là một trong những cái thú chơi đem lại cái tinh thần cho mỗi người. Đam mê lành mạnh không có hại cho sức khỏe, không hại mình không hại người. Chúc tất cả anh em vui khỏe bình an, sưu tầm được món đồ mà mình yêu thích của quân đội Mỹ.